Mưa lớn ở bang Rio Grande do Sul, cực nam Brazil đã khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và con số thương vong dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Hiện hơn 70 người vẫn đang mất tích và khoảng 23.000 người lâm vào cảnh không còn nhà cửa. Theo giới chức địa phương, tình trạng ngập lụt đã diễn ra ở nhiều thị trấn với nhiều cầu và tuyến đường bị hư hại. Mưa lớn cũng gây ra lở đất và khiến đập nước của một nhà máy thủy điện nhỏ bị ảnh hưởng. Giới chức địa phương cũng cảnh báo về khả năng vỡ đập ở thành phố Bento, Colcavet, và yêu cầu người dân trong khu vực sơ tán. Tổng thống Brazil Lula da Silva đã tới thị sát tình hình tại các khu vực bị ảnh hưởng và thảo luận nỗ lực cứu hộ với chính quyền địa phương.